Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa ban tổ chức, thưa các anh chị và các bạn đồng viên thân mến, lời đầu tiên cho phép tôi xin thay mặt Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Hoài An xin gửi đến quý vị đại biểu, quý vị ban giám khảo cùng các anh chị và các bạn đồng viên lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa ban giám khảo, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, đời sống gia đình của một bộ phận ở nông thôn đã lên khá giả. Tuy nhiên, bên cạnh sự phát triển kinh tế gia đình, thì việc chăm lo đời sống cho con cái của một số hộ gia đình còn ít. Chính vì vậy, sinh ra những thói hư tật xấu đối với những thành viên trong gia đình. Với vai trò là tổ chức đoàn thanh niên, thì việc định hướng giáo dục để bồi dưỡng và phát triển những nhân tố trong đoàn viên thanh niên giúp những thanh niên có thói hư tật xấu trở nên thành những đoàn viên thanh niên tốt, đó là vai trò của tổ chức đoàn và thanh niên hiện nay. Đến với liên hoan hôm nay, đội Hội An xin gửi đến ban giám khảo tiểu phẩm kịch câm với tựa đề Thanh niên với lối sống đẹp sống tốt. Sau đây tiểu phẩm xin được phép bắt đầu. Thank you.
Thank you.